we sail a little bit high. Tình say đắm ngọt ngào hỏi bằng rằng có người nào mà không mơ. Thế mà không em mây thầy lòng. Thế hey. Chẳng bước gì của em cũng thái đẹp trai. Đã đã đi đâu? Nào đó biết mà ngờ hào hoa số nặng nợ bởi vì hào hoa cũng là tàu hoa mày phố. Mấy chị đó, số chị đây, mấy chị đó, mấy chị đây, có mấy chị đây, năm chị đó, không chị đây, năm chị đó. Bình minh sáng tươi về em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lại ngã nghiêng cành lúa trổ bông. Bờ đê đồng sương ngất mơ, trời xanh nhờn nhớ chim ca. Liễu lo tung tăng nắng mai trang hòa mộc dễ ra. Mộc dễ ra, mộc dễ ra, còn ai nữa không quý vị ơi? Chẳng nghĩ trên tay của bé ẩn, cô gái hết hồn. Còn sơ đồng lại còn hai bé sắp cuối. Và quý vị nào xin bé trên tay ngồi giùm em. Đây cái này hết hồn rồi. Ở đây nè cơ. Chuột gì ra. Qua lộ lộ nè, lộ ơi con bé, bé mới lộ ơi. Rồi lộ hết vé, chạy qua đây luôn nè bé. Hai bé luôn nè, bé hết hồn. Chị lộ hết vé rồi. Xuống gì ra, xuống gì đây. Hey. Thì nàng hai đứa yêu nhau lộng yếu được nhiều. Chà đà đi ra. Thì nàng hai đứa yêu nhau lộng yếu bao nhiêu. Đà đà đi ra. Không bằng hai đứa có chị làm quá. Thôi ta mơ một mái nhà trang, ta mơ một tấm biểu tình mình đẹp mãi có em và anh. Tình mình đẹp mãi dễ giúp liều sinh. Còn hai dế nữa, hai dế cuối rồi hết cho em ơi. Ra cho bây giờ đúng rồi đồng thời với vị của chúng chị mình ai có vé cho ta tập trung dò số. Số chị đây, mấy chị đây, mấy chị ra, năm chị đây, năm 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 chị ra. Tổ bê đây là thấp mười miền, còn ta cùng vui xuân muôn nơi. Mau hãy về chúng ta vui chơi. Quẻ lên thiên ứng bài liền, làm ở thiền đâu lo liên miên. Hai cúng nhiều tiền cho chư tiên. Bán buôn mai bước lọc nhiều tiền cho nhà nhiều nhưng không ra. Thâu thêm vàng mượn thêm đô la, cái 53. 53, 53 số đầu tiên. 53 đô la cho Hồng Hải cô ra nha, ok? 53 53, 53 số gì ra, con bốn gì ra, bốn gì đây? Muốn nói yêu anh mà em hỏng dám. 48 48 48 mấy gì ra, mấy gì ra, số gì đi. Cái mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Em bán sầu riêng chứ tình duyên em không bán. Em bán cái gì? Em bán cái gì? Em thẹn trả lời anh rồi đưa đi thăm vườn sầu riêng gió thổi. Tóc em bay theo con bướm trắng lượn quanh. 10, còn 60. Còn 60, còn 60, còn 60. Còn 60 thì còn 60 mấy gì ra. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Anh Trần đâu rồi? Anh Trần, nói nghe này nè. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Người ta sửa mũi thì duyên, anh cần sửa mũi như khùng như điên. 50 nguyên, có 50 nguyên, 50 nguyên. Cái chùa dành cần hàng ra rồi nó chữ khùng, chữ điên. Thì nó kêu thì đi ra, chứ mẹ đứng đó để em nhìn. Nhìn lo tao ghim, tao cũng chùa lắm. Tao ghim đã cái đơn em luôn. Mấy gì ra, số gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, số gì ra, mấy gì ra. Cậu ơi, dạ em biết đây không? Không, khán giả hỏi, khán giả hỏi. Không, em không phải BD. Gì em gì? Đây. Đây, ừ. Tính đủ em chơi BD. Mấy gì ra, mấy gì ra. Đó anh nghe. Em với anh mà chơi BD là không được. Sao vậy? Không được. Chơi đi, chơi đi anh chỉ cách chơi nè. Chơi giờ chơi sao chỉ nè. Ok nè. Vô nè. Mấy gì ra, vô. Số gì ra, mấy gì ra, yeah. Số gì ra. Chơi BD thời nay. Vô, vô, vô. Muốn chơi lâu dài. Phải chơi tốt chuyên môn đàng hoàng. Chơi từ khi mới nhú. Chơi từ thẳng đến thành công. Chơi trọn đời bệnh lâu. Bỏ giữa chừng là cậu hoặc chết nhà hôn. 34 34 34 34 34 cái là 34 34 là gì nữa mới đi. Ủa gì đây, ta cũng chai với mới đi rồi nè. Ừ. Đàn ông thì sao men đây đừng bê đê. Thôi ta đàn ông không được rồi, bê đê mất. Số gì
gì đây, cái là ba gì đây, ba gì đây. Cùng mắt nhau trên rừng Trường Sơn, hai đứa ơi, hai đâu xa cần. Đường ra trắng mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. 37, cái là 37, 37, 37, 37, 37 số là con mây. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, giờ đây đôi ngã Dương Trần âm tây cách xa. Tương đồng nhớ nhau nhiều, ta yêu quê anh, đến khi hơi tàn xuống miền thiên đài. Cạo xanh âm bài ra chi, yêu nhau mà xa nhau. Dương Lan và thầy chăng, tim em trời chẳng thương cho mối tình thằng. 25, 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 sao chị hát lại cái bài hết hồn, nghe coi biết bài đó à? Hát đi, hát thử đi. Mấy gì ra, mấy gì đây, mấy gì ra, mấy gì ra. Hết hồn, hết hồn, hết hồn, hết hồn. Sáng sớm thức giấc đây chiều vẫn luôn luôn là những ta hết hồn. Đánh đi xe mới đây hai ngày đã lên, ba ngày cũng thấy hết hồn. Bạn nói rằng là bạn nằm trên, sau này lôi ra nằm dưới hết hồn. Bạn muốn là bồ mình hôm qua, nên bạn phải dâm mình luôn hết hồn. Hết hồn, hết hồn, hết hồn, hết hồn. Thường có số, thường có số mấy chị ra mà hát bài khác. Hát bài khác. Mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra. Mấy chị em ơi, ôi, mấy chị có thấy nóng lắm không? Nóng, nóng quá ha. Ước gì bây giờ mình được đi biển ha. Ừ, đi đi em. Ờ, đi tắm biển. Nào. Coi gụng hàm răng có sao không chị? Không. Thôi sao bây giờ em dẫn chị đi tắm biển nha. Đi đi. Nào chị em ơi, mình cùng đi tắm biển. Gần tới biển đó chị, cố lên. Còn mấy trăm cây nha. Còn 2 cây số nữa là tới đó chị. Mẹ lên. Em nhả chị Ngân. Em chị nhả em Ngân rồi, cảm ơn chị. Rồi tới biển rồi nè. Kính thưa quý vị khán giả, thông qua livestream của Đầu Lưu Tân Sài Gòn Tân Thời cũng giống như là hơn 700 khán giả đã có mặt tại sân khấu Rubik. Xin cảm ơn một lần nữa đến Phi Thanh Vân đã đầu tư cho Lộ Lộ một đôi giày mới. Cảm ơn em rất là nhiều. Lưu ý là bộ phận kế toán tối nay không phát lương. Chúng ta 2 đêm liên tục, 3 đêm mới đủ. Rồi, một đôi giày mới. Cảm ơn Phi Thanh Vân rất nhiều ủng hộ cho chị nha. Chị gài biết bao lâu mới được giờ phút này đó em. Kim tiếp đi cưng. Chị mang cũ lắm rồi mà nó chưa có đứt. Vô tức chết luôn á. Thôi kệ, bỏ qua bên đi chị, đi tắm biển tiếp. Cố lên, cố lên chị ơi, gần tới biển rồi. Hay quá ta, chồng người con ta chơi chung cái gì đúng không? Tối sáng á chị, thôi đi biển, đi biển cái gì không? Đi biển đi, kệ mấy người khùng. Mấy người khùng người điên, mấy cái mặt khùng khùng người điên. Rồi. Không, chưa có tới, chị chưa có tới. Chị chưa tới hả? Chị còn xa lắm em, đi đi đi. Chạy đi chị, cố lên. Quẹo phải chị, đi xuống biển tới quẹo phải. Rớt cái tớt, rớt cái tớt chị. Làm gì vậy? Sao vậy? Chị quẹo. Quẹo hả? Quẹo bình thường, quẹo bình thường thôi. Bo cua bình thường thôi. Rồi, tới biển rồi. Chị thấy biển đẹp không? Trời ơi, biển đẹp quá ha. Quá trời bê đê luôn em. Trời ơi. Biển gì ở đâu mà bê đê không vậy má? Trời ơi, chị ơi, chị thấy kìa, cái bao đẹp quá ha. Ôi. Cái bao hình con cá kìa. Sao? Đẹp quá ha chị ơi, bao con sâu kìa. Ủa, ba con sâu là sao? Ở cái bong bóng miệng á. Cái bóng miệng á. Bóng miệng. Ờ, thôi. Nhưng mà biển xanh quá bê chẳng dám tắm đâu, biển nâu quá ô quên biển, biển sâu quá trên bờ cát trăng phao. Em nghịch cát á, nghịch cát làm gì, làm gì vậy, làm gì vậy, nghịch cát, nghịch cát á hả? Trời. Chị có niềm tin quá ha.
Niềm tin gì lớn đi. Em nghịch cát xây bao nhiêu nhà lầu. Em yêu biển lắm, biển có biết không nào. La 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 la. Em nghịch cát hay quá em ơi. Nghịch cát mà mai mốt đi nghịch cát đừng đổi tác giả nghe không. Tiện nghi lắm biển đâu lòi đâu cá bóng. Tức chết. Kệ nó chị. Mình chơi luôn chị. Cái này mình để đi đi. Rong biển. Kệ nó chị không sao hết á. Đến đâu rồi? 2, 3. La 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 la. Từ từ. Từ từ nhảy từ từ. Chị mệt quá. Trời ơi muốn chọc cái khớp háng luôn. Đau muốn chết. Chị có thấy nhức cái bẹn không? Nhức không? Chị thấy thốn quá. Thốn hả? Nó bị đập quá chị thấy thốn. Thôi thì kệ nó đi kệ. Một chuyến tắm biển có ý nghĩa hả chị ha? Quá. Kệ nó. 2, 3. La 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 la. Chở nó đi về bệnh viện phụ sản đi. Khoa chết rồi trời cái khớp nát nữa. Nam khoa thôi tắm biển nhiêu đó được em nghĩ được rồi. Đừng tắm nữa tắm quá dòng sang mày. Đừng tắm nữa mệt. Điền có biết không nào chưa có số nó không ra cái số. Thôi kệ nó bây giờ anh ơi tắt nha. Wow biển đẹp quá xanh và trong lắm mênh mông và bất tận. Biển xanh thật xanh chất chứa yêu thương. Biển xanh thật ngọt ngào cá với tôm bạn bè cô khắp mọi nơi nhảy múa hát ca qua và mình với biển xanh. 36 36 36 36 còn mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Chim trong rừng chim bay đi. Chim sân sát kéo vô quán nhậu. Chim hết hộp chim bay ra. Ôi thương quá cánh chim Việt Nam. Con 18 mấy gì ra. Mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Bầu mình ơi chỉ dầu lỡ xa nhau rồi. Dòng sông lững lờ tôi. Con thuyền sóng đưa ta bờ. Thuyền tình xưa dù sao đi nữa cũng là giấc mơ. Hỡi anh con tim thì hai quên đi niềm đau. Nếu xưa đôi mình không cùng đường quê chung lối. Nếu xưa không về thì bây giờ đâu đằng lìa xa. Con số ba mấy gì ra. Mấy gì ra số gì ra mấy gì ra. Ngoài biên cương gặp dơ lắm lẽ tóc con tình đăng. Cắp tóc lên đường ngắn trong quần giặt ngoài sân. Nàng đừng ngắn cay làm chung lòng dung đường. Lòng ta nấu nung hờn tâm. 35 trái cùng lòng trái từ mấy gì đây mấy gì đây mấy gì ra. Năm gì ra cầu cân dưới thiên nhan nên xét cho tôi trung thần. Trong thiếp đã hy sinh nơi đất Việt Nam cho mình. Quá đơn đau xót già vì ai chia cách nhau. Hoàng nhớ là mình chưa dùng truy ra ghé gian. Ngày chúng ta lớn duyên nên quán sự luôn vì lòng. Cầu khẩn với thiên nhan ban đức âm nơi cung đồng. Cho quán hợp tiêu tan mới siêu hồn ai. Cái 52 52 là tâm vẽ cờ hên. Kính thưa quý vị, con số may mắn 52 của vòng loại vừa qua là con số đoạt giải. Và ngay bây giờ, kính thưa quý vị, vòng loại đặc biệt đầu tiên với tặng phẩm là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20.
sẽ được sạo bước phục vụ tất cả quý vị đã có mặt tại sân khấu Rubik, ủng hộ cho đoàn Sài Gòn Thơ Thơ tối hôm nay. Mỗi vé là 20.000 đồng, quý vị mua một vé được tặng một vé vòng loại khuyến mại quý vị nha. Rồi ngay bây giờ rất mong quý vị ủng hộ nhiệt tình cho vòng loại đầu tiên và vòng loại đặc biệt đầu tiên, mỗi vé là 20.000 đồng. Chúng tôi xin mời những chủ nhân may mắn của vòng loại vừa rồi may mắn được giải bước lên sân khấu nhận thưởng, và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ đoàn tối đêm nay. Rồi 52 chữ kêu qua có 1, 34 có 2, 18 có 3, số 3 hợp lệ và đoạt giải. Rồi còn ai nữa ạ? Rồi chủ nhân thứ hai, dạ vẫn là 52 có 1, 34 18 số 3 có 0, 18 hợp lệ. Còn ai nữa ạ? Nếu quý vị không may mắn được giải mà không tiến lên sân khấu nhận thưởng, chúng tôi mời thắc mắc gì sai chúng tôi không giải quyết, và cảm ơn rất nhiều. Rồi 52, 34, 18 và số 3, 0, 19 hợp lệ, ba chủ nhân và ba đồng loại. Ngay bây giờ mỗi chủ nhân sẽ nhận được một con gấu nhỏ, một phần trà sữa T-Bor miễn phí, và chúng ta quay đầu cầu sẽ bay là người may mắn nhất. Kính thưa quý vị, dòng loại đặc biệt mỗi lớp là 20.000 đồng. Quý vị sẽ nhận được một vé tặng và tặng phẩm rất là đặc biệt, đó là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20 trên sân khấu. Một lần nữa lộ thay mặt cho tất cả các chị em tổ chức chương trình, kèm theo đó là lời cảm ơn từ chị Thắm. Gọi là tại vì Lộ đang kêu gọi cho ủng hộ cho chị Thắm tại Cần Đước, Long An đó quý vị, bị tai nạn giao thông đi hát, là ca sĩ chuyển giới mà đi hát là bị xe tông, đang phải nằm điều trị ở nhà. Thì cảm ơn tất cả quý vị, đặc biệt là quý vị là kiều bào hồi nãy giờ, đã khi mà đến coi ủng hộ thì có nhiều cho nhiều luôn, cầm lên đây, thậm chí gửi cho tất cả các ca sĩ bỏ vô cái giỏ đằng kia để ủng hộ cho chị Thắm. Thì sau cuối buổi này Lộ sẽ thông báo coi trong giỏ nó có bao nhiêu, thông báo qua livestream kèm theo là tất cả quý vị ở đây được bao nhiêu, thì hôm sau đó thì Lộ sẽ chuyển cho chị Thắm để cho chị Thắm có thể cải thiện cuộc sống hoặc là ổn định tinh thần trong thời gian hiện tại. Mà bả xui lắm quý vị, cái này là em nói thiệt luôn, bả rất là xui. Bởi vì sao? Hôm trước có ai ủng hộ cho 2 triệu mấy đó để đi mà gọi là đi gọi là vệ sinh vết thương rồi tái khám rồi đó, cái tự nhiên là nhờ cái người ở xóm đó, gọi là người quen thôi, quen biết mới đây thôi, thì anh đã đưa đi giùm, đưa tới bệnh viện cũng chăm sóc đồ chút xíu vậy đó, cái để cái điện thoại, hai cái điện thoại với lại cái tiền ở dưới cái nệm mà trên phòng mà phòng bệnh dịch vụ á, đi xuống khám đi lên anh đã lấy mất tiêu hết trơn mấy triệu đó. Rất là tội nghiệp, đã bệnh nghèo không hoàn cảnh rất đặc biệt khó khăn còn bị gạt nữa, cho nên là rất mong là đêm nay quý vị đang có lòng hảo tâm thì ủng hộ cho chị Thắm. If we sell a little bit higher.